Bữa mình có nhận được một cái cuộc gọi, mới sáng sớm ra nhận cuộc gọi của một người chắc ở Hà Nội quá. Thì người đó tự xưng là công an, cuộc gọi đại khái là lừa đảo. Nhưng mà bữa đó thì mình chỉ có ghi âm thôi chứ mình không có quay, tại vì lúc đó mình đang ở ngoài, mình không có cái điện thoại khác để mình quay lại được, mình chỉ ghi âm thôi. Thì hôm nay hả, thì cái này nó cũng lâu rồi, không mới, mình nhận được cũng khá nhiều lần, nhưng mà lần này mình quyết định mình ghi âm để mình hả đưa lên để cho mọi người hả, cũng có một số người cũng chưa có biết nhiều thủ đoạn tinh vi đâu, mà đại khái là những cái mà công an mà gọi tới đã giả danh công an, hoặc là nói là vô điện áp, điện ba pha nè, hoặc là đặt hàng bưu phẩm á, đều là lừa đảo hết. Thì nếu mà cái cuộc gọi nào mà kết thúc là nó kêu mình chuyển khoản, đăng nhập một cái đường link nào đó, thì mọi người phải cẩn trọng, không có làm theo. Thì đây. Chị cho tôi hỏi là thời gian gần đây chị có từng đánh rơi một thẻ ngân hàng Vietcombank có đúng hay không? Không, em không có thẻ. Có nghĩa là chị không có đăng ký cái tài khoản ngân hàng này có đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em không có xài. Rồi, thì đây cũng chính là cái lý do mà chúng tôi tìm đến chị Thảo để làm rõ cái sự việc này. Chị Thảo chắc đến trước khi công an chúng tôi liên hệ với chị ấy thì cũng đã làm việc với phía bên ngân hàng để lấy thông tin người mở tài khoản. Tại tôi đối chiếu với chị Thảo chút để tránh cái đấy. Chị có phải là sinh ngày 26 tháng 8 năm 1988 có đúng hay không? Dạ đúng rồi. Bằng chứng và chứng cứ chứ không phải dựa trên lời nói, chị Thảo đã hiểu chưa? Cho nên là chị nói là chị không có đăng ký cái tài khoản ngân hàng này, chính vì thế là chị phải phối hợp với chúng tôi để làm rõ cái sự việc này. Chị Thảo đã hiểu chưa? Dạ rồi, phối hợp sao anh? Rồi, chị cứ phối hợp với chúng tôi. Khi mà công an chúng tôi làm việc với chị ấy, bên phía công an chúng tôi gọi điện đều có ghi âm lại cuộc gọi. Cho nên là tôi yêu cầu chị là hãy nói sự thật, nhất định là không có tình trạng lừa dối hoặc là gian lận xảy ra trong cái đoạn ghi âm này. Chị dạ, đúng rồi. Chưa? Dạ, dạ, em cũng có ghi anh ơi. Rồi, rồi, chị có quyền ghi âm chị Thảo nhé. Vậy tôi hỏi chị có quen biết ai là Phạm Quang Dũng hay không? Dạ không. Rồi. Em ở dưới này trong Nam sao quen Hà Nội được anh? Em trong rồi. Nam. Vậy thì tôi rồi vậy có nghĩa là chị chưa từng ra ngoài Hà Nội có đúng không ạ? Chưa. Rồi, vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn cho chị được biết này. Phạm Quang Dũng là nghi phạm chính trong vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em và rửa tiền này, và đã chuyển toàn bộ số tiền bất hợp pháp vào số tài khoản ngân hàng Vietcombank mà chị đứng tên, biến cái tài khoản ngân hàng Vietcombank mà chị đứng tên thành công cụ phạm tội trong trường hợp này. Chị Thảo đã hiểu sự việc chưa? Dạ rồi. Mà nếu mà ngân hàng không có cái ấy của em làm sao mà tạo cái tên em được ta? Em đâu có tạo đâu. Rồi thì bây giờ đây cũng chính là cái lý do mà chúng tôi tìm đến chị để làm rõ cái sự việc này, chị Thảo nhé. Dạ rồi, giờ làm sao rõ anh, em không có tạo. Vậy chị đang nói. Rồi, vậy chị đang nói là chị không có quen biết ai là Phạm Quang Dũng và chị cũng không có đăng ký cái tài khoản này có đúng hay không? Dạ. Vậy chị cho tôi hỏi một số vấn đề có liên quan để cùng chị làm rõ cái sự việc này. Chị cho tôi hỏi cái giấy tờ tùy thân của chị bao gồm như chứng thư, hộ khẩu, hộ chiếu. Chị có từng bị mất hay là thất lạc bao giờ không? Dạ không. Em gửi kỹ lắm anh ơi, để trong tủ khóa lại mất gì. Còn này đủ hết rồi. Rồi. Vậy chị cho tôi hỏi giấy tờ cá nhân của chị có bao giờ đi photo công chứng giao dịch như là giấy tờ? Dạ không luôn, em không có đứng tên. Quanh cái địa bàn chị sinh sống. Giấy tờ em đâu có đứng tên đất đai gì đâu mà giao dịch. Nghèo lắm anh ơi, không có tiền đâu mà đứng tên luôn anh. Rồi. Dạ gì anh? Vậy thì để dẫn đến cái tình trạng như này, vậy thì để dẫn đến cái tình trạng như này thì chị có nghi ngờ ai là người hãm hại mình hay không ạ?
thì trong cái cuộc sống của chị có từng dạ không, như là em không có bạn bè làm gì với ai không? Đâu có bạn bè nhiều đâu, ở nhà tối ngày nấu cơm nấu nước mà làm gì có bạn bè hay đâu, không có đi đâu, cà phê cũng không đi nữa à, cà phê cũng không có đi nữa sao vậy đó? Rồi vậy thì theo cái cuộc trao đổi giữa tôi và chị ấy, thì theo cá nhân tôi suy đoán là cái thông tin cá nhân của chị ấy đã bị ai đó đánh cắp để đi đăng ký cái tài khoản ngân hàng này. Nhưng mà nếu mà đăng ký tài khoản ngân hàng, cơ quan cảnh sát điều tra. Đăng ký tài khoản ngân hàng giờ nó cũng khó lắm chứ, phải có căn cứ hoặc chứng minh thư đúng không? Mà nếu mà em không mất thì làm sao mà lấy tên của em đăng ký, muốn đăng ký được anh? Rồi để tôi nói rõ cho chị được cái này. Trước khi bị bắt đấy đã từng giữ cái chức vụ giám đốc ngân hàng Việt Công Banh, anh ta bao gồm cả một số nhân viên quan chức cấp cao trong ngành công an của chúng tôi, và hiện tại là công an sở tại của chị mà chúng tôi còn đang nghi ngờ điều tra. Vậy nếu mà người đó làm cấp cao như vậy, người ta lấy bất kỳ của ai thì sao em biết được, cái vụ lấy của em đâu biết được đâu. Nhưng mà em không có, nhưng em không đi đến Việt Công Banh, em không có tài Việt Công Banh rồi sao mà cái giám đốc ngân hàng nó lấy của em được? Ngân hàng của em nào em sử dụng không có, ngân hàng em không có mà. Em đâu có tiền đâu mà đi ngân hàng anh ơi. Tiền đâu đi ngân hàng đâu mà. Giống như là chứng minh thư hay là căn cước công dân hoặc là bất kỳ một cái giấy tờ gì hắn đã mua thuộc rất nhiều công an địa phương, chị hiểu chưa? Địa phương nhưng mà em không ở địa phương. Em đi làm. Em đi làm sao, em đâu có địa phương đâu. Rồi tôi hỏi chị Thảo này, và chị đã hiểu quy trình làm một cái thẻ ngân hàng là như nào rồi đúng không ạ? Tất nhiên em biết rồi, đi làm mà không biết. Dạ, già đầu mà. Rồi để vậy. Rồi vậy tôi hỏi chị Thảo này, chị đã hiểu quy trình của ngân hàng đúng như nào đúng không ạ? Rè dạ. Chị nghe rõ chưa? Dạ thì cái quy trình em biết rồi, nhưng mà không có thể khả năng nào xảy ra hết, tại vì em không có đi ngân hàng. Mà ngân hàng Vietcombank em cày chưa đi nữa, chưa có bước tới cửa nữa thì sao? Tôi không nói là chị đi ngân hàng thì chị sẽ để lộ cái thông tin cá nhân của chị hiểu chưa? Nhưng mà sao lộ được chứ, không đi ngân hàng luôn sao lộ anh? Tối ngày đi làm ở nhà không? Vậy chị cho chị đã hiểu là quy trình làm một cái thẻ ngân hàng thì cần những cái gì, chị đã hiểu rồi có đúng không ạ? Dạ đúng rồi, nhưng mà em không có làm mất thì làm sao mà lấy được. Em cũng không có đăng ký của tỉnh đâu hết à. Nói chung không đi ngân hàng, cũng đâu có biết rồi đâu. Rồi vậy chị cho tôi hỏi là nếu chị đã hiểu cái quy trình đăng ký một cái thẻ ngân hàng rồi ấy, thì vậy chị cho tôi ai là người đăng ký cái tấm thẻ ngân hàng này ạ? À, anh đang giữ, em đâu có biết chữ ký của ai đâu mà sao em ký được. Em ký chưa chữ ký của em thôi chứ. Em sao biết được ai ký? Rồi. Thì hiện tại thì tại hiện trường vụ án ấy, chúng tôi tìm thấy được hơn 300 tài khoản ngân hàng. Chứ là mình 300 tài khoản đó, ví dụ nó bóc đại vậy rồi nó ký đại rồi chứ sao em ký được? Nếu mà nó lấy đại thì là nó lấy chứ sao em lấy? Rồi, thì chính vì cái lý do này ấy là chị không chỉ ra được ai là người đăng ký ở đây ấy, mà chúng thì chị phải phối hợp với chúng tôi. Dạ giờ phối hợp sao anh ơi? Ra ai là người đăng ký cái thông tin của rồi. Thì từ lúc nãy trao đổi với tôi đến giờ ấy, thì chị đã hiểu cái sự việc mà chị đang gặp. Biết được á, tại vì em không có đem cái chứng minh thư của em mà vẫn còn giữ ở đây nè. Đâu có rớt mất ở đâu đâu mà cũng chưa có làm lại gì hết, làm sao mà. Đâu có bị cớ mất rồi gì đâu. Rồi thì hiện tại ấy, là tôi thấy chị là cũng hiểu rồi. Nhưng mà chị được rõ hơn này. Thì hiện tại ấy, là cái thông tin cá nhân của chị ấy, nó đang được đứng tên trên cái tập thẻ ngân hàng của Công Banh. Do liên quan đến cái vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em và rửa tiền do cái đối tượng Phạm Quang Dũng này cầm đầu, và cái thẻ ngân hàng này nó được sử dụng như là một công cụ để rửa tiền, chị hiểu chưa? Nhưng mà ví dụ nó rửa tiền nó vô trong cái thẻ của em thì ví dụ tên của em đi, nhưng mà nếu mà cái người mà không có cái căn cứ hoặc là không có cái gì để mà lấy được thì làm sao mà nó lấy nó rút tiền được anh? Ví dụ nó đã lừa đảo đi, nó rút tiền nó lớn này. Lắm nó đâu có rút mà dạng như cầm cái thẻ, mà nếu mà cái thẻ đó không phải tên nó làm sao nó rút? Rồi để
lại không những là có một cái tài khoản của chị mà là có hơn 300 tài khoản, chị hiểu không ạ? Dạ, chị đã chuyển tiền vào hơn 300 số tài khoản này. Dạ, có nghĩa là nó chuyển vào tài khoản của em rồi, nó chuyển là toàn bộ tài khoản của em. Nó chuyển qua số của nó để nó rút rồi. Gọi lại nói không? Đúng rồi, để cái mục đích em là đánh trả số cơ quan cảnh sát điều tra và rửa tiền, chị hiểu chưa? À, vậy. Lớn rồi. Để tôi nói rõ cho chị được biết này, do số nợ nạn nhân trong vụ án này rất nhiều và số tiền này rất lớn, hiện công an thành phố Hà Nội chúng tôi đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Nếu như chị khẳng định không quen biết ai nào và không có đăng ký cái tài khoản ngân hàng này, mấy lần chị hãy trình báo cho công an cảnh sát điều tra để làm sáng tỏ sự việc này. Nếu như không được điều tra rõ ràng thì trách nhiệm hình sự sẽ thuộc về chị. Chị Thảo đã hiểu chưa? Nhưng mà em báo ở gần đây ha, tại vì em nhà em ra đây chút xíu à, ra chỗ này chút xíu nè, em ở gần ủy ban á. Em ra ở gần ủy ban nè, em chạy ra đây 2 phút rồi để em trình báo hả? Giờ em trình báo vậy đúng không? Để em đưa cái đoạn ghi âm này cho mấy chú đó. mấy chú đó đòi ghi âm chị nhé. Dạ chị Thảo bình tĩnh nghe tôi nói này, chị có thể đưa ghi âm sau khi chị trình báo, chị hiểu chưa? Dạ, dạ. Tại vì nãy giờ nói cũng nhiều quá, nó cũng dài á, nhiều cái thì mình phải đưa người ta mới biết được là mình muốn trình báo làm sao. Em bình tĩnh lắm anh, tại em bị khen tiếng. Rồi, chị chưa hiểu ý tôi. Tại vì cái sự việc này nó xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, cho nên ấy là chị phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để trình báo sự việc này. Bữa đó phải mình nói để nó 3 giờ lên tới. Định vụ á, định vụ nó nói để nó nói ra cái cách. Mình định nói đây, không nói cái cách để mà mình để giải quyết vấn đề này. Đại khái như chuyển tiền rồi đùng đinh rồi đó, chuyển khoản vô cái số tài khoản, tên tài khoản rồi nó không chịu. Nó nói là lát nữa nó sẽ điện lại một lần nữa. Mình mất thời gian. Cái hồi là mình rút tới này nọ. Sao ra được anh? Em còn rước con làm đồ ăn nữa anh ơi. Mọi chút này nó bay về ra tới. Chị đang nói ở đây là chị đang ở xa. Là chị đang ở xa mà chị không biết cách nào để mình không thể nào đi tới trụ sở nó tới đúng giờ đó. Dạ đúng rồi. Em ra gần đây thì dễ chứ mà đi tới Hà Nội không được, tốn tiền nữa. Rồi tôi đã hiểu rồi. Vậy thì chị đã nói là chị ở xa mà chị không đi được ấy. Vậy thì một chút nữa tôi sẽ có giúp chị, có phương án giúp chị. Là thông qua điện thoại này tôi sẽ kết nối điện thoại của chị đến đường dây nóng của phòng cảnh sát điều tra để chị trình báo cái sự việc của mình. Để các đồng chí đấy vào cuộc ngăn chặn kịp thời cái thông tin cá nhân của chị bị bỏ rỉ ra bên ngoài. Dạ anh đang làm bên vụ này thôi, anh nghe luôn đi, mất công lát em đi ra ngoài đồ em không đem điện thoại nữa. Có nghĩa là làm sao chị nói tôi chưa hiểu. Chị thả vỡ tôi chưa hiểu, chị nói này được không ạ? Dạ, anh giống như là anh xử lý luôn đi, chứ lát em đi công chuyện á, em không có nhẹ. Em không có đem điện thoại. Là mình đi ra đường ra đi gần gần đây, mình biết là đem điện thoại. Chị nói tôi không được có nghĩa cái câu này đấy. Mà đâu mà nó đợi chờ nó hoài. Chị Thảo nói này tôi không hiểu trình cái câu tiếp, này chị nói như thế nào sao? Một dèo nữa. Nghĩa là lát em đi công chuyện rồi thôi, em xử lý được. Cái cuộc gọi sao nhất định là nó sẽ kêu cách là chuyển tiền đi thì phải người hết muốn viên dở mà tại nó lâu quá, nó dài quá, thằng này nó làm như muốn lộ mà nó còn gán bương. Không thể là chị phải đợi lâu hay như thế nào cả. Thì nói là chị không ra được ấy. Thì một chút nữa khi chị đã hiểu cái sự việc rồi ấy, thì tôi sẽ chuyển điện thoại của chị đến đường dây nóng của phòng cảnh sát điều tra. Cơ quan công an cảnh xử lý rồi mà nghĩa là mình đang có sự việc của mình đang nói chuyện nè thì xử lý luôn giùm em luôn đi, chứ lát chờ đợi 2-3 lần rồi lại phải rồi. Nói lại chuyện đó nữa. Nói lại một chuyện lần nữa. Tôi để tôi nói này cho chị Thảo hiểu này, tại vì cái sự việc này vậy anh là dạng như là anh chỉ có hình thức thông báo thôi đúng không? Thông báo chứ không có khả năng là xử lý đúng không ạ?
Đúng làm cho rồi, mình tôi tin không là có cái đủ quy tập trình quyền nó để chặt giải quyết chẽ cái chuyện này, cho nên là tôi sẽ nghĩa là báo nó cho cơ quan điều tra là để phát chị hiện ra mà làm nó thẩm không tra xử lý công gì ty để đó, tôi không làm biết nó cái bị cho làm cái gì. Rồi hồi cái người khác hiện cho mình rồi, đó là vụ chính án xác này đó, mọi để người chị có cứ thể vô cơ coi sở pháp vậy như lý là bình chị tĩnh báo để lên ý. phòng cảnh sát điều tra, chị chảo nghe Không, nữa mình có làm chưa? Nhưng cái mà đang chuyện giữ hồ sơ sổ của em đó, chuyển giờ luôn tài cho khoản ngân ngân hàng hàng nó tạo đi. khó lắm. Tao phải có số điện Tôi nghe thoại là chứng minh hồ thư sơ rồi công tất an đồ cả đàng các hoàng tài chứ đâu liệu hồ không sơ tạo đấy đều nằm ở ngân phòng cảnh hàng sát nó điều tạo tra. tạo đâu. Chị hiểu rồi có chứ? làm Chị vậy hiểu chăng chưa? nữa, Tôi nếu chuẩn bị mà hồ sơ của thật sự cái là chuyện các đó đồng là phải chí có giấy phòng cảnh sát điều tra cơ quan gửi công an về thành cho phố Hà Nội mình, chứ giờ mời tôi phải mình vừa tới nói để em làm là việc chứ không có cho cái mấy chuyện đó gọi thì điện tôi gì đâu. tỉnh thôi có chuyện gọi điện gì đâu. Đang điều tra mà người đó còn không nói trực tiếp nếu mà mà nó sự gọi mà điện dính thoại vô đường cho dây tôi đó là nó sẽ làm rụp rụp làm nó tới nhà mình luôn á. Như này này nói chung chị không làm gì sai không sợ gì. Mình thì nhận được có số những cái cuộc gọi gì nhiều lần lắm rồi có lần là điện ba pha vô điện ba pha nếu mình cúp liền luôn thì nghe hả hỏi 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 tên mình mấy lần là mình biết lừa đảo rồi rồi chứ họ có bưu phẩm có bưu phẩm nữa nhận thưởng nữa mọi người cẩn thận nha nhận thưởng đừng ham chết cho nó đó. Chị có giấy và bút ở đấy chưa? Rồi. Lúc đó là hơi mệt rồi này, lúc này là hơi mệt, nói chuyện lâu lắm rồi, 20 phút mấy rồi. Mấy cái gạch đầu dòng để chị quốc cơ sở trình báo nhá. Dạ. Là chị mà đang khan tiếng nữa, nói chuyện không ra hơi nữa mà cứ nói lòng vòng lòng vòng. Chứ mà lúc đó mình mà khỏe, đại khái cũng được như giờ cũng còn ho ho ho. Rồi chị ghi lên, chị phải đọc lại cho tôi xem chị. Nó chồng mình về rồi nó thôi mấy đứa lừa đảo giờ nó làm gì mất công mất thời gian. Cái hồi cúp luôn chỉ hả nói cho nó biết là mình biết rồi thôi chứ. Dạ rồi anh đọc tiếp. Đáng lẽ mà đợi mà nó chuyển cái số tài khoản nó nói hả mày lên công an bóc lịch. Chị có ghi không đây ạ? Dạ rồi rồi. Mã số hồ sơ. Một cái số một người mà cứ điện tới điện lui điện hoài. Ghê thật mà biết không biết bao nhiêu người bị dính chưa. Và cái thứ ba nữa là 5 số cuối của thẻ ngân hàng Vietcombank là 13250. Dạ rồi. Và cái cuối cùng nữa là người thông báo là tôi, chị ghi là người thông báo Trung Quý Phạm Anh Thu. Cái gì ạ? Trung Quý gì? Trung Quý Phạm Anh Tú. Phạm Anh Tú. Phạm Anh Tú chị nhá. Số hiệu của tôi là 186226. Dạ rồi, 186226. Người nhà của mình cũng nhiều lần vậy. Chị ghi được chưa? Mà lúc đó cũng hoang mang, không biết vụ gì xảy ra, cái gì đâu rớt. Rồi bây giờ chị đọc lại cho tôi những cái gì tôi nói chị ghi chăm. Mình chỉ nói một câu đơn giản lừa đảo. Đừng tin, nó làm gì sai, mắc cái sợ. Có gì nó kiếm tới mình liền chứ ở đó mà nó gọi điện. Của thẻ ngân hàng Vietcombank là 138. Phạm Anh Tú chị nhá. Số hiệu của tôi là 186226. Dạ rồi, 186226. Nó chuyện dài quá trời dài. Chị ghi được chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ chị đọc lại cho tôi những cái gì tôi cho chị ghi chăm. Đọc cái con khỉ á. Chị đọc chồng à. Mình đâu cũng đâu có ghi đâu, mình cũng đâu có không. Mình định là dụ nó nói luôn cho rồi. Cái cách thức mình ấy, ví dụ như là chuyển khoản hay gì đó, mình tới không đường chuyển khoản hay gì đó. Hoặc là nhấp vô cái đường link rồi đó nó sẽ nói chung là đường link thì mình cũng chưa có, mình chỉ nhận trên cái Messenger là nhiều thôi. Còn gọi điện như vậy thì đa phần là mình đã cúp từ đầu rồi. Mình nghe nó nói chuyện mở miệng ra là mình biết lừa đảo rồi. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên mà mình bực mình quá rồi đó. Đủ chuyện hết mình bực mình quá rồi mình phải cố tình là mình phải làm cái clip này, mình phải ghi lại để mình làm cái clip này. Lúc đó thì đang ở ngoài cho nên là không có lấy cái điện thoại khác mà kịp á. Mình sợ là sẽ bị trễ cho nên là cũng không có ghi lại. Không có ghi hình lúc đó, mình chỉ ghi âm thôi, ghi âm cuộc gọi thôi để làm ấy. Mà cái giọng của cái người này mình thấy là nhiều lần lắm rồi, không biết là cái do giọng giống nhau hay là sao, nhưng mà
mình cảm nhận được cái số của mình đó, cái người này gọi nhiều lần đó, mà đa phần là người ở ngoài miền ngoài không thôi. Tại vì mình ở trong Nam thì có người miền ngoài gọi cho mình để mình không có di lý ở ngoài đó, không có di chuyển ở ngoài đó kịp, nó sẽ dễ dàng để thực hiện hơn. Chứ nếu cái người ở ngoài Hà Nội thì nó sẽ dễ dàng tới cái trụ sở đó thì nó sẽ không có làm được cái vụ mà chuyển tiền đó. Tại ở xa thì mới chuyển tiền được để mà xử lý cái vụ án của mình. Mà nói chung bất kỳ chuyện gì ngoài đó, dù là cái chuyện đó là mình dính dáng vô, là mà nó nói mình phạm tội hay gì đó, dính dáng đường dây đó, hay là bất kỳ nhận thưởng hay là điện ba pha gì đó mà liên quan tới tiền, chuyển tiền, là mọi người phải cẩn thận. Không có chuyện gì mà mình phải chuyển tiền cho nó hết, không có giấy tờ, không có bằng chứng gì hết. Cái chuyện đó chỉ là lời nói của một phía thôi, mà mình thì không có làm, mình biết bản thân mình không có làm chứ, đúng không? Thì tất nhiên mình không có phải cần phải sợ, phải chuyển tiền nữa. Giờ lừa đảo khắp nơi, mọi người cẩn thận.